Một nữ y tá dân bản địa là người đầu tiên được tiêm chủng tại tiểu bang Amazonas, Brazil. Đó là vaccine của công ty Sinovac Trung Quốc. Những cuộc thử nghiệm tại Brazil cho thấy vaccine này đạt mức hiệu nghiệm 78% trong việc ngăn chặn những ca COVID-19 nguy hiểm tới tính mạng và mức hiệu nghiệm chung là khoảng 50%. Chúng tôi có một loại vaccine tốt, không phải loại vaccine tốt nhất trên thế giới, không hoàn hảo, nhưng là loại tốt. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm tại nhiều nơi khác lại không nhất quán. Dữ liệu ban đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy vaccine này hiệu quả 91%, tại Indonesia là 65%. Mức độ hiệu nghiệm thực tế của loại vaccine này là một bí ẩn bởi Sinovac vẫn chưa công khai kết quả thử nghiệm lâm sàng. Điều này, theo giáo sư về bệnh truyền nhiễm William Schaffner, là rất đáng lo ngại. Trong nghiên cứu lâm sàng, người ta vẫn thường nói, tôi tin Chúa, còn tất cả những người khác đều phải cung cấp dữ liệu, và chúng ta rõ ràng là muốn có dữ liệu. Một công ty Trung Quốc khác là Sinopharm cho biết, vaccine của họ có mức độ hiệu nghiệm là 79%, tuy nhiên hãng này cũng chưa công bố dữ liệu. Dẫu vậy, có một số quốc gia vẫn chờ đón vaccine Trung Quốc, ít nhất trong một chừng mực nào đó, bởi phần lớn các loại vaccine khác đã bị các quốc gia giàu có hơn mua hết. Viện Butantan của Brazil đã tiến hành thử nghiệm vaccine của Sinovac. Giám đốc Dimas Kovas cho biết hợp tác với công ty Trung Quốc là một bước đi đúng đắn. Bởi nếu không, chúng ta sẽ không thể có hàng triệu liều sẵn sàng trên kệ như bây giờ. Hai loại vaccine của Trung Quốc được tạo ra bằng những kỹ thuật quen thuộc trong nhiều thập kỷ qua, vaccine cúm và vaccine dại cũng như vậy. Nhưng điều đó không đảm bảo rằng hai loại vaccine này an toàn và hiệu quả cho tất cả mọi người. Chúng tôi chắc chắn rằng những loại vaccine này hiệu quả ở một mức độ nào đó, nhưng chính xác là hiệu quả tới mức nào, đặc biệt là đối với những bệnh nhân lớn tuổi, những người hiển nhiên là sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, là những thứ mà chúng tôi muốn có thêm thật nhiều dữ liệu. Vaccine từ các công ty dược như Moderna và Pfizer-BioNTech có vẻ như hiệu quả hơn vaccine Trung Quốc. Tuy nhiên, những loại vaccine này cần được giữ trong môi trường siêu lạnh. Thực tế này khiến chúng khó có thể được đưa tới nhiều khu vực trên thế giới. Theo lời chuyên gia về vaccine của Đại học Johns Hopkins cho biết, chúng không phải là những loại vaccine lý tưởng, đặc biệt là đối với nhiều quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Vaccine của Trung Quốc ổn định trong nhiệt độ tủ lạnh. Vaccine Sputnik của Nga cũng vậy. Giống như các công ty Trung Quốc, những nhà phát triển vaccine của Nga đã gặp nhiều chỉ trích vì phân phối vaccine mà không chia sẻ kết quả thí nghiệm. Tuy nhiên, theo ông Moss, phía Nga vừa công bố một nghiên cứu trên tạp chí y khoa The Lancet chỉ ra rằng vaccine của họ hiệu nghiệm 91%. Kết quả này đưa vaccine Nga lên hàng cao cấp. Đây là những gì chúng ta muốn chứng kiến. Tôi nghĩ điều này rất đáng khích lệ, rất tốt đối với toàn thế giới khi có thêm dữ liệu cũng như một loại vaccine mới. Đã có những thông tin tích cực từ Argentina, Hungary và một số địa phương khác, nơi mà vaccine Sputnik được triển khai.